đi xuống đây có gái đẹp nhóc hết nào mình thả không chịu không không chịu gái đẹp không không hả con thích tuốt ở đâu á không ở đâu tuốt xuống dưới luôn á rồi tuốt xuống dưới đây không thả được luôn tuốt xuống đây phải không phải tuốt xuống dưới một chút nữa ở đâu đây nào ơi qua đây nào ơi qua đây đi qua đây đi chưa đại ca ơi chút xíu cho nó quay cái nhảy qua hả nhảy qua không giờ con nhảy đi giờ không. con cổng chú nhảy qua thôi vậy chú nhảy qua đi không bây giờ con cổng chú nhảy qua chứ chú nhảy qua không được thôi giờ rồi cổng chú nè mạnh rồi sao được rồi nhảy nè 2, 3 ơi đủ quá dữ trời ơi con coi vui tụt cái quần luôn rồi đau cái tụt cái quần đau cái nát đau nát hả đi theo con rồi từ quay lại đây chỗ này bãi nó trống nè quán chỗ này đây rồi nè con qua đó trời ơi chưa bắn cây dạ. Ủa cái cây ngang đâu trong bịch trời làm gớt rồi quá trời ơi trời như vậy là con diều gãy cánh rồi sao bay alo nghe không được rồi con chưa cho nó ăn cái về thôi bây giờ gì nào ơi bây giờ con diều này không có cây rồi lại đây hai chú cháu mình ngồi nói chuyện đi ở đây mai mua diều khác hả rồi thôi chỗ này nè lại đây chú cháu mình nói chuyện nè là chú phải mua đồ cho con mua cái gì chút nữa mua chế từ từ mua bây giờ mua không... cho con à rồi, con bạch tuộc khủng lồ con bạch tuộc khổng lồ đâu bạch tuộc đâu nè bạch tuộc đó đâu phải con bạch tuộc đâu con này đâu vậy con này hả theo như con coi kỹ ơi con gì hả ủa đúng rồi con nhớ rồi vậy? Này là con suối biển là khi suối biển, là nó tung đi vậy đúng rồi không có bạch tuộc là con đó rồi thôi ngồi đây nói chuyện nào ơi nhưng rồi. Con suối biển có thể cắn người rồi, khi ngồi đây. Lúc tấn công rồi ngồi xuống đây ê ngồi xuống đây nói chuyện nè mà chú con suối biển có tồn tại không có bây giờ chú hỏi nè con tên gì đừng có gáp nhiều cái đâu mà nhiều con gắn đi không được ba hai cái không có gắn nhiều cái rồi bây giờ cho chú hỏi nào ê ngoan để nguyên đó ngoan chú lại con nghe chú ngoan đi nghe không ngồi đàng hoàng nè hồi chú hỏi không chịu gắn là trời nè gắn đi gắn đi rồi chút chú mua đồ cho con cho mua đồ chơi cho con rồi ngồi đàng hoàng bây giờ cho chú hỏi con nè thì con tên gì tên lửa lót là cu á không không con tên lửa chứ không phải cu lửa rồi hàng ngày con làm việc gì mấy về đồ ăn với bán số con bán ngày được nhiêu vé một cọc chứ đừng có đè một cọc nhiêu vé một cọc là một cọc vé rồi con bán được tiền đó là con làm cái gì đâu làm gì đâu có nuôi mẹ không có nuôi mẹ không không hả chưa bán tiền lỡ qua đây không mua đâu nè lỡ không có nuôi mẹ vậy là cho người yêu nè phải không thấy không con không vậy chứ con làm cái gì lỡ dạ
Vậy mà ai nói lỡ ngoan đâu 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 lỡ nói chuyện ai lỡ nói chuyện đàng hoàng cho ông nghe kìa lỡ đâu ngoan đâu sao ai cũng nói ngoan ngoan lắm á tại chưa quen á bắt đầu lỡ ngoan này nghe em bây giờ chú hỏi cái gì giờ đó bây giờ chú hỏi gì cho lỡ trả lời nha em bây giờ chú hỏi lẹ lên đi hỏi lẹ nhưng mà đấy con... chú còn mua con diều người dơi cho con nữa rồi thì nói chuyện với chú xong rồi chú mua mai thả nè con diều khác đó bây giờ con ngồi xuống với chú hay lỡ ngồi xuống đây lỡ ngồi xuống với chú ngoan vậy đó vậy đó mới chịu đó rồi nè chú nói con nghe nè lửa dạ con không có trèo lên như vậy là hỏng nghe không để chú tự ẩm con và cần chú cõng con chứ con không có trèo lên vậy nghe không biết không trời lại đây chú nói con nghe nè dạ. Lửa con vợt chứ tôi lửa nhỏ là cái chân á tiền nãy chỉnh tiền mình chuẩn bị cho con lửa đâu rồi có để ở đây không đúng rồi hoặc là con cò đây hả lửa ngồi xuống lạ chưa tặng màu đỏ kìa để đi ngồi để đi chút về gặp mẹ nó cho rồi con ngồi xuống đây chú hỏi thăm con chút lạ bây giờ chú nói gì chú vô nói chuyện lạ đang về nè mẹ kiếm kìa mẹ kêu kìa nói nãy giờ mà con đó kìa cô nhìn con kìa chặt nghiêm đúng không vậy thích gì con chỉ thích cái mà người ta thì người ta cho con chơi với người ta một hồi nè chứ con chứ chú kia này chú kia đăng cho mấy chú mà quay người nổi tiếng hả mà mấy chú kia mà hai chú kia đăng hả hả rồi chú đó đi về cho rồi con xin chú đó chơi với chú đó một hồi chú đó không cho chú đó không cho luôn hả cho thì không chơi với chú đó bây giờ chú xin cho con chơi nè con chơi với chú xin nói chuyện với chú xin chút về mua kem ăn nè đó chỗ này cô quán đá bầu đâu con nãy chú để chú điện kêu kêu đá bầu nha kêu em của chú mua đá bầu nha sao được được mà có đá bầu mà đá ủa chú con chọi có chúng không đó cột hư con chọi không có chúng con diều mà hư cái ủa là anh nó té xuống một bãi hả bể siêu nhân của con ủa chừng nào nó thắp mình chọi mới chúng hả đúng rồi thắp xuống chọi mới chúng chứ sao là ủa là chọi chúng cho hỏi rồi bố già hả nghe nói cô lửa biết hát hay lắm hả ừ nãy cô lửa hát hay á cô lửa hát tặng chú xin bản ơi xin lỗi cô lửa con hát bài ơi cái bản gì nãy hát cho ông nghe đó bài gì hai đứa lỡ tiên tôn tiên đồ đứng đó hát đứng gần ông đứng gần chú hát kìa tiên đồ tiên ca tiên đồ mười cờ tiên chín tiên đồ ta với đó u kinh đi tiên đồng tiên đồ Ê, lộn quên hay quá vỗ tay quá hay không biết làm cô muốn té xuống không rồi quá hay hay quá hát. Một bản vậy là một cây kem á con hát nãy giờ á mà chú nghe được chú hiểu chú chết liền á thì cái đó là bài của anh Tinh Nô bài của anh Tinh Nô hả trời tiếng Việt chưa rành nữa chuyển qua tiếng Tây luôn rồi không biết mà biết không quá dữ tiếng cái quyền với tiếng nam với tiếng à tiếng gì ủa chú con gì đó rớt xuống kìa tiếng gì con biết nói tiếng chú, gì chú để con lại chạy lại lấy con dữ nó con dữ đó không phải chạy lại đụng con dữ đụng đi coi nó con gì em biết không nè đụng gì nè đó vậy là được con thả không con sợ con đó sợ không sợ chứ rồi sợ thôi chứ đó chứ nó cắn rồi đó đi mua đá bào uống giờ chú hứa rồi chú sẽ thực hành đã con uống gì không uống gì chú bây giờ coi tù cơ xuống
xuống trúng đầu á. Rồi bây giờ mua gì, uống gì? Đá bào ở đâu quán? Đá bào hồi nãy mới thảy ra ở đâu mới nè. Kệ kệ kệ, chấp 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 chấp. Đây đây đây, giờ đi đi kiếm đá bào ha. Đá bào uống ha. Nha. Dạ. Rồi đi mua đá bào uống. Ơi ông. Vậy. Con vịt to kìa. Đây nè. Nha. Dạ. Dạ. Đây. Thôi chú cổng còn này. Cổng hả? Hay chú. Rồi. Cổng con thì chú đá bào con đưa cho chú uống hết á, còn không được uống á. À, lúc chọn đầu thì đi, bé lỡ không chưa chịu ai xin cho mọi người. Thôi, thì bây giờ chú nói chơi chứ chú xin vụ chú hồi là bé lỡ chịu rồi. Dạ, đi lên. Đi lên lão, lão cứ đó bà kia nói mà sợ có nhạc á. Ở đâu? Đi đi ngược lại đây nè. Lên khó quá, giờ còn cổng chú đi. Yeah, yeah. 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 Kìa đi kiếm đá bào kìa. Đây. Đá bào đâu bán? Dạ. Đá bào rồi. Hồi nãy mới chạy ngang á. Đâu bán? Này gì đây? Đá gì nè? Cái gì đây? Ờ à, bánh tráng. Chú ngoại đá bào. Rồi con, giờ con đứng lên đây đi. Chú sửa lại, chú cổng con lên luôn. Chú cổng con lên cao luôn. Đứng lại con, đứng lên xe. Rồi. Quay chú đây. Chú quê Phạm. Phạm xe người ta không? Rồi leo lên, leo lên vai chú luôn. Đó, vậy đó. Ê. Đó. Hả? Dạ. Vậy nè. Đó, cao đó, thấy chưa? Dạ. Đó, ngon làm kìa. Chú biết con sợ đường cao không ơi? Sợ gì đâu sợ. Có đá bào không? Có đá bào không chị? Đá bào chỗ nào bán hả? Chú dịnh con ơi. Rồi, giờ chú dịnh. Chú dịnh. Rồi, chú dịnh. Có xăm, có nước ngọt. Rồi, cảm ơn chị. Sao uống cái gì khó quá ta? Ừ, nãy tại xe có đá bào. Không có rồi. Đá bào đi luôn rồi. Đá bào đi luôn rồi. Giờ uống cái sáng đi Quỳnh. Uống cái sáng đi. Vậy chú mua cho một con gì mà dơ được không? Ừ. Chịu rồi ha, chịu rồi ha. Giờ chú tạo xuống được không? Gì con? Không thích bị, không thích độ độ cao. Con không thích độ cao phải không? Dạ. Rồi, không thích độ cao thì chứ không sợ, sợ đó. Rồi, sợ. Sợ độ cao. Chú ơi, con đó ơi, đó. Ngồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống, bàn nói. Bây giờ nè à, nói với cô bác ơi. Nói nè, lửa. Nè, nè, lửa. Nói cô bác ơi, tối rồi à, cho lửa về nha, mời gặp lại. Mày. Nói đi. Đi kiếm đá bào, nói cô bác đi. Nói đi rồi, rồi, rồi đi nói đi rồi chú mua đá bào cho con ăn. Không có đá bào. Nói như là cô bác ơi, tối rồi cho lửa về nha. Nói mày. Đi. Rồi thôi lửa không nói được thì ai xin xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay. Ủa dạ, chú mua nhiều người về cho con. Rồi chú sẽ mua nhiều cho con. Thì ngày hôm nay A xin từ An Giang xuống Trà Vinh để gặp thôi là cháu con lửa lại liền á. Rồi. Rồi. Rồi gặp cháu lửa rồi ra một cánh đồng diều của thành phố Trà Vinh. Thì ngay lúc này thì A xin thành phố xin ra về nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi. Giờ đi mua nhiều nha.